Hai mọi người, lại là tôi đây. Chiều nay chúng ta sẽ ăn món bánh mì người, bánh mì chả chay người, với đậu hũ đậu que người, với cải sả bóng người, chả chay củ cải đỏ cà giót người, với đậu que. Nước uống có cà phê sữa đá người, chấm có tương chanh ớt người. Đây bánh mì mọi người, bánh mì chả chay củ cải đỏ đậu que người, với cải sả bóng chua mọi người. Ly phơi sữa đá mọi người, nước tương chanh ớt mọi người, ăn cho biết nó mặn lạt cho nên hai chén tương mọi người. Đấy đó, mũ mọi người, vàng mọi người, dài lâu, lâu dài. Mời mọi người dùng, ăn không mọi người. Ăn một phải có bốn giờ rồi. Cũng vừa ăn mà thì hơn một loạt tiếp không biết không. Đúng rồi, nên thêm xíu tương mà mời thêm thôi. Cho nên chả cũng vừa ăn không mà nên để thở mặt. Mì dai mà mì dai không dai hết. Ngã quên nướng từ sơ lắm rồi, nướng từ sơ dùng giòn ăn ngon. Vài sữa hơi đắng xíu mà là đã hơi đen hơi nhiều nó đắng xíu. Bánh mì ngon mọi người, bánh mì chả lụa mọi người, bánh mì chả lụa chả quế mọi người, chả chay ăn với đồ xào củ cải đỏ đậu que mọi người, có dưa chua mọi người, củ cải cải sả bóng mọi người, ăn giòn giòn ngon mọi người. Này có ấy thì chan thêm miếng tương mọi người, mặn lạt thì khẩu vị mọi người. Cà phê sữa thì ngọt ngọt mọi người, có hậu đắng nó hơi đắng xíu. Chào tạm biệt mọi người nhé, chúc mọi người có một buổi chiều thật là ngon miệng và một ngày thật là vui vẻ. Bye mọi người. Cái nướng bánh mì luôn rồi cho nó giòn giòn ngon.